Xà lách son. Cái này là mình trồng từ hồi tháng 8 tới bây giờ là tháng 3, đầu tháng gần đầu tháng 4 rồi. Cái này nó lên rễ luôn rồi nè. Rồi mình mua cái bịch xà lách son của Mỹ ở trong siêu thị về á, cái mình ăn xong rồi cái mình cắm vô nước cho nó ra rễ, cắm vô nước cái nó ra rễ như vậy, nhanh ra rễ lắm, chừng 2 ngày là nó ra rễ, xong cái mình mới cho xuống đất, nó ra rễ rồi mình cắm xuống đất vậy nè, rồi đó là mình tưới nước nhiều cho nó, tưới nước nhiều rồi nó sẽ lên tốt lắm. Nếu như mà mình không có cắt ăn á thì nó sẽ ra bông, nó ra nụ rồi đây nè, đây nó sẽ ra nụ rồi nó ra bông, nó ra bông rồi nếu mà mình thích thì mình sẽ để đó, mình lấy giống, mình lấy cái hạt cái mình rải tiếp, còn không á thì mình nên cắt ăn sớm đi để nó ra bông là nó già, nó già là nó ra bông liên tục luôn, nó phải rụng cái bông, nó rụng cái hạt á nó mới ra lá mới, ra cây non mới đó, mình cắt ngang vậy, mình ngắt ngang rồi mình ăn, ngắt mấy cái đọt của nó vậy nè. Nấu canh thịt bằm hoặc là xào thịt bò với lại hành, củ hành để lên ăn ngon lắm đó, rất là dễ, không cần phải đi vô siêu thị, đi chợ mua bịch có chút xíu à, là hơn đồng mà đó, trồng xuống vậy nè, nếu mình xiên tí nước á nó lên tốt lắm, rất bự luôn, mà cái mùi nó được trồng dưới đất nên là cái mùi nó thơm hơn hơn là mấy cái cây mà mấy cái cọng xà lách xong mình mua ở trong chợ á, cái đó nó trồng trong nước cho nên nó không có được mùi, nó không có nồng, ngon lắm. Make sure you look hot from very well because you're going to eat them. Con cắt cái này đi. Yeah. Yeah. And make sure you get your scissors. You got it there. Cắt. He looks lucky. Ngon I'm lắm. lucky. À, cái này mình trồng nhà kính nha. Trồng trong nhà kính thì nó sống vào mùa đông, trồng ở ngoài á thì mùa đông nó sẽ tàn, mà nếu mà nó có cái hạt á thì nó mới lên, không mình phải trồng lại. Đó, trồng nhà kính thì mùa đông thì nó không có bị lạnh, nó vẫn sống qua luôn mùa đông, mà nó thích mát lắm, mát mát là nó lên mạnh lắm. Nó nếu mình trồng ở ngoài á, khi mà có bướm á, là nó có sẽ có một đợt sâu, thì cái đợt sâu đó nó ăn trụi hết lá luôn, còn ở trong trong nhà kính á, thì đỡ là nó không có bị cái sâu đó, mình có thể kiểm soát được bướm này này kia, sâu này kia kiểm soát được, thì cái nhà kính mình cũng có thể mở cho nắng vô được nè, nắng tự nhiên vô á, thì cái cây nó mạnh khỏe hơn, nó không có yếu ớt, trồng trong nhà kính nó vẫn sống nhưng mà nó cũng là nó hơi yếu ớt hơn là cái cây mà nó có cái nắng tự nhiên chiếu vô. Rau răm mình cũng trồng nhà kính, mình để dành qua mùa đông đó, thì nó không có lớn nhưng mà cái lá nó vàng vàng vậy nè đó, không có lớn đó, nó đợi khi mà trời ấm lên á nó sẽ phát triển nhanh trở lại đó. Nhiều lắm, lan ra nhiều lắm, xà lách son ăn đã luôn á.